Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát vạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời như hoa đàm bất... cân thừa thưa quý vị, hôm nay mời các vị lắng nghe nội dung bảy lần tái sanh nghĩa là thế nào? bảy lần tái sanh nghĩa là thế nào? hay nói cách khác, một người đắc quả dự lưu, người ấy chỉ còn bảy lần tái sanh. Chúng ta cùng nhau làm rõ nghĩa này một cách ly đầu tiên chúng ta nói rằng trường hợp nào được gọi là một người đất quả dự lưu chúng ta hiểu năm hạ phần kiết sứ và năm thượng phần Kiết sứ trói buộc chúng sinh trong luân hồi lục đạo năm hạ phần kiết sử đó là tham dục sân nhuế hôn trầm thủy miên trào cử ô tác và nghi đây chính là năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử cũng giống như năm hạ phần kiết sử nhưng đặc tính của nó mỏng nhẹ yếu hơn Chúng ta gọi là năm thượng phần kiết sử Một người học giáo pháp của Như Lai Thông hiểu giáo pháp Cho nên không còn mơ hoặc Ở trong tứ thánh đế Do vậy cho nên có thể nói người này đã đoạn si Hay nói cách khác Tham dục vẫn còn sân nhớ ở hạ giới vẫn còn năm thượng phần kiết sử vẫn còn đến trường hợp này được gọi là đất quả dự đù hình dung được chưa ờ, trừ bỏ nghi cái trừ bỏ sân à, si trừ bỏ trào cử ô tác chúng ta của đó là làm cho nó vơi móng đi à, năm hạ phần kiết sử và còn năm thượng phần kiết sử người ấy đã đắc quả dự lưu chúng ta cũng có thể hiểu nôm na người học giáo pháp và thông hiểu được con đường phiền não chưa có đoạn hết người ấy được gọi là đắc quả dự lưu dự lưu tức là dự vào dòng thánh cái dòng chảy này điểm đến của nó là niết bàn và thời gian nó còn bảy lần sinh tử con số bảy này chúng ta thấy luận từ bà sa hà nội vì ấy từ đời nay vì ấy từ đời đời này kết sinh đời sống khác trong loài người bảy lần sinh hữu bảy lần trung hữu trong chư thiên cũng vậy tổng cộng hai mươi tám hữu như vậy chúng ta hiểu theo quan điểm của luận Tỳ bà sa thì con người chúng ta có hai thân một thân đây là hiện hữu và khi hiện hữu này chết đi chuyển sang một cái giai đoạn là hiện hữu trung gian tức là trung gian giữa hiện hữu và một hậu hữu hay là hiện hữu trung gian giữa đời này và đời sau nó có một cái trạng thái chuyển tiếp trạng thái này chúng ta gọi là hiện hữu trung gian mà chúng ta thường nói kinh nói là có bốn hữu đây là hiện hữu tồn tại và hiện hữu này chết đi chúng ta gọi là tứ hữu và hiện hữu trung gian chúng ta gọi là trung hữu và đời sau chúng ta gọi là hậu hữu như vậy hiện hữu Tứ hữu, trung hữu và hậu hữu Nhưng trạng thái tứ hữu và hậu hữu nó thuộc đời sau rồi Tứ hữu thì trạng thái này không nói đang hủy diệt Cho nên cái hữu tồn tại một cách rõ rệt Thì hiện hữu và trung hữu vì vậy cho nên ví dụ như một người họ tu tập đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp với những công đức như vậy và khi mà họ bỏ cái thân mạng này Công đức nó hóa hiện thành một một trung hữu Mà trung hữu đó không thể nào tái sinh ở trong đời mạc thế Bởi vì không có bất cứ người cha mẹ nào trong thế gian này Đủ phước để sinh ra một trung hữu đó Mà trung hữu đó phải chờ cho đến khi nào Thời đại chuyển luân thánh vương Tuổi thọ con người tám dạng tuổi Sống với nhân đức đầy đủ Thì trung hữu đó mới có cha mẹ để đầu thai. Mà khi đầu thai ra dĩ nhiên người đó trở thành chuyến luân thánh vương thông nhất cả bốn châu thiên hạ. Chúng ta hiểu cái cấu trúc này không ạ? À? Như vậy thì chết thân này sinh thân sau là lại hôn trung hữu như vậy thì một một thân này là có hai hữu phải không? Đó. Bấy bấy lần ở cõi người thành ra bao nhiêu? 14 7 lần người, 7 lần trung hữu người là 14 Và ở đây nói rằng 7 lần sinh lên trời nữa là có chư thiên lên trời Chư thiên mất đi là có trung hữu chư thiên tiếp theo đó đi Thọ sanh Như vậy thành bao nhiêu? 28 Đó là lý do tại sao Tiều Bà Sa nói như vậy Vấn đề là chúng ta chưa có kết luận Chúng ta xem đây là một luận lý thôi vì con số bảy lần này là con số chung Nên nói là tối đa bảy lần Nói con số chung tức là tối đa bảy lần Như nói là bảy thiện xảo xứ Hoặc bảy cây, hoặc là cây bảy lá Các ngài có cái cách lý luận như vậy Nghĩa là sao? Nói tới bảy thiện xảo xứ Là chỉ cho cái gì? Chỉ cho một người mà có trí tuệ quán chiếu bảy phương diện, đó là biết như thật và thế giới hiện tượng. Thứ hai là biết như thật và nguyên nhân tập khởi ra nó. Thứ ba là biết như thật sau khi nó diệt rồi nó nó như thế nào. Và thứ tư là biết con đường nào để diệt tận hiện hữu đó. Thứ năm là biết cái vị ngọt của tất cả hình sắc nó làm tâm đắm nhiễm thế nào. Tiếp theo là biết tai họa của nó và cuối cùng là biết sự xuất ly của nó. Đây gọi là sự thông hiểu bấy, bảy phương diện này. Ai thành tựu bấy phương diện này, người này nhanh chóng thành tựu sự giải thoát. Chúng ta tiếp theo ha. Như vậy thì ở đây chúng ta chúng ta hiểu rằng á còn nói tới bảy cây bảy lá cây bảy lá là người ta nói cái cây mà cái lá nó ra nó ra giống như bảy cái lá nhỏ vậy đó hiểu không chứ nó không phải một cái cái nhánh nó ra cái, cái bảy lá nhỏ thì người ta đặt tên nó là cây bảy lá ấn độ cũng có vân nam trung quốc cũng có Ở việt nam mà người ta nghi nghi như là cây cơ su á à, tất nhiên cái cây nó nhiều lá sao chỉ có bảy lá thôi nhưng mà nó hay là người ta gọi là cái cây chưng vôi Để hình thù nó giống con con vôi chưng vôi sau đó cây chưng vôi cho nên người ta nói Cái con số 7 là con số tượng trưng Chứ không phải là con số cố định Vấn đề này Chúng ta hiểu như thế nào à, Gọi là 7 lần tái sinh Rồi bây giờ đây Chúng ta nói tới kinh thì sao Vì sao khi kinh nói Không có trường hợp nào Không có cơ duyên nào Mà vị thánh giả đã thành tựu Kiến đế thọ sinh hữu thứ tám Trường hợp này không xảy ra Nói một cách quá quyết như vậy Khớ kinh đó chỉ căn cứ một thú mà nói Nếu chấp theo ngữ thanh Thì có thể không có trung hữu luận từ bờ xa giải thích như vậy Tại vì sao? Bởi vì các ngài nói rằng á, Là con số 7 là con số tượng trưng Là con số nói gọn và nói như vậy thì chính khác nào như khẳng định Là không tính tới trung hữu Bởi à, vậy cho nên Các ngài nói rằng con số 7 Nó là con số tượng trưng thôi Cho nên ở đây nói rằng Nếu nói như vậy Phải chăng à, Tức là à, phải chân gì Phải chăng à, Vị thượng lưu cực hữu đánh Tức là cõi trời hữu đánh Cực hữu đó, Không đạt đến sinh hữu thứ tám trong một thú kinh nói là ngụ ý dục giới nên không có sai lầm à, luận sư nêu ra cho chúng ta hiểu như vậy đến đây các vị đã đã ném được chỗ này chưa nhắc lại này ở đây chúng ta nói rằng là sau khi luân hồi ở trong bảy lần chư thiên và loài người thì con người chúng ta ai đắc quả dự lưu sẽ diệt tận tận cùng biên tế khổ và cách nối như vậy là bỏ qua trung hữu mà nối bảy lần ví dụ như con người chết thì sinh lên cõi trời cõi trời chết xuống cõi này tính như vậy đó tính theo cách như vậy À, nói như vậy thì không có đếm tới cái phần hiện hữu trung gian, à, mà người ta nói như vậy cũng không có sai lầm. Nhưng vấn đề đây chúng ta phải khéo hiểu, phải khéo hiểu. Nếu không chúng ta sẽ nhầm lẫn ở đoạn này. Ở đây để câu hỏi tiếp theo rằng chứng cứ nào kinh chứng hay là lý chứng? À, ví dụ như người ta nói kinh nói. À, chúng ta hỏi là kinh nào, hiểu không hả? Kinh nào? Phải nắm rõ rõ cái nguồn gốc của kinh nữa, xuất xứ của kinh nữa, chứ không thể nào nói cứ kinh nói như là mình tin gọn thôi. Vì vậy cho nên nó là kinh chứng, à, kinh chứng tức là là những, những luận chứng được rút ra từ kinh. Còn nói tới lý chứng, tức là những gì, à, những những cái chứng minh theo luận lý mà thấu hiểu à, tự mình sẽ hiểu như vậy vả lại ở đây chứng cứ nào nói mỗi thú bảy lần chứ không phải bảy lần trong cả hai đây chính là một cái khía cạnh thứ ba đưa ra ví dụ như nói tới bảy lần thì tại sao không nói rằng con người là một thú chết đi đi vào trung hữu là hai lên cõi trời là ba Chết cõi trời có trung hữu xuống đây là bốn Bốn cõi này chết đi Có trung hữu Lên trời là Là năm Năm rồi chết cái cõi trời Trung hữu của trời xuống đây à, Chết cõi trời là sáu Và nhận lấy trung hữu Trung hữu của thiên, thiên tử đó phải mất đi Để thọ lấy Một cái thân con người ở dục giới gọi là thứ bảy hiểu không hả như vậy thì nói tới con số bảy chúng ta sẽ hiểu rằng là ba thú ở trên trời và bốn thú ở dưới đất hiểu chưa hả như vậy là bảy tại sao không nói như vậy trong kinh đẹp như vậy trong kinh đẹp như vậy bảy lần chư thiên và loài người à yếu tố bảy lần chư thiên và loài người nó chúng ta hiểu như thế nào cho nên chúng ta có quyền đưa ra những cái nghi ngờ để chúng ta tìm hiểu rõ nguyên nhân các vị ấm quan bộ cũng đọc bấy lần chư thiên và loài người như là mỗi thú riêng biệt cho nên ở đây không nên cố chấp và kết luận luận sư nêu như thế này đất quả dự lưu giữa loài người sẽ trở lại đây mà nhập Niết Bàn Nếu đất quả giữa chư thiên Cũng sẽ trở lại nơi ấy Tức là một người đất quả giữ lưu Lúc họ đang ở trên thượng giới Thì khi mất thân thượng giới Họ xuống thời gian Họ xuống thời gian Họ cũng thọ lấy những cái cảm thọ khổ Và tâm của họ kinh sợ trước cái khổ Cho nên họ tinh tấn tu tập điều thiện nhanh chóng quyển ly thế gian và họ sinh lên cổ trời trở lại sinh cổ trời trở lại rồi họ cũng mất thân cổ trời lần thứ hai à, rồi họ xuống đây và như vậy là họ sinh ở cõi này ấy, là hai lần thôi và tới lần lần cuối cùng là họ lên cõi trời là tại cõi trời họ đắc quả tại vì số bảy nó so le mà ở cõi người lên trời xuống lên trời xuống là đất cho nên cõi người ba ở trên hai là đủ rồi hiểu chưa hả ừ. rồi ở đây chúng ta đặt câu hỏi vì sao không dẫn sinh hữu thứ tám đây là một cái câu hỏi rất là thú vị tại sao tại sao người ta nói rằng bị rắn cực độc cắn đi không quá bảy bước sẽ mất mạng. Có những trường hợp như vậy. Cho nên bị rắn cực độc cắn người ta giữ người đó ngồi im một chỗ tìm cách phong tỏa nọc độc, độc hoặc giả hái bất cứ cái lá gì xung quanh. Lá đó ăn vào không chết thì cứ ăn liền. Bỏ vào miệng nhai liên tục Không có nuốt Để cho nước cổ nó thường sinh ra Bởi vì nếu như đứng lên vận động Thì nguyên khí nó phải vận hành Và nọc độc nó dựa vào Cái sự vận hành của nguyên khí Thì à, à, Huyết mạch ngang cố Sẽ bị đứt ra Máu tuôn ra mà chết bởi vậy cho nên phải ngồi im Không được đi bảy bước Tại sao không phải là bước Tại sao không được đi tám bước Tại sao Hả Bảy bước tiêu rồi Nhưng mà tại sao không thở tám chứ Không Tại sao có người ta tới mang thai 9 tháng mà không 12 tháng? Chúng ta trả lời như thế nào câu hỏi đó? Tại sao trên một mái tóc cài hoa hồng lên thấy đẹp mà đỡ, cái hoa sen chỉ y lên nó không đẹp? Hả? Có thấy mà lấy một cái hoa sen đỡ chữ bự lên đầu nhìn không đẹp đâu. À, làm một cái vòng sen thì mê ra còn được phải không? Hay là, hay là người có tóc thì lấy hoa cài lên còn dở coi mà nếu không có tóc thì rất dị dộm có phải vậy không hả tại sao lại dị dộm tại sao nó không hợp tại sao nó không xứng tại sao nó không hòa hoa là hoa người là người mỗi thứ bình thường tại sao nó không được hòa Đó gọi là pháp nhĩ như thị Miễn bàn không có cãi Nó như vậy á Người ta nói Cái đẹp ở trong mắt của người nhìn Chứ nó không phải là Tự thân của cái đẹp đó Và người nhìn ở trong cõi dục Pháp nhĩ nó là như thị Cho nên không được đi bấy bước Không quá bay bước chúng ta gọi rằng đó là độc tính hiểu chưa hả <laughs> à, tương tự như vậy có một loại bệnh nữa mà ở trong đây nói rằng á là sốt rét cách nhật 4 ngày không biết nó nhiễm cái loại bệnh gì nhưng mà sốt rét lần thứ ba là người ta kinh sợ nếu như nó sốt lại lần thứ tư thì người đó chết có cái bệnh đó không Hồi nhỏ thầy có nghe nói nhưng thầy chưa biết Nhưng mà Trong kinh sử có nhắc tới cái bệnh đó Tại sao không được sốt lần thứ năm Hả Chúng ta nói Chúng ta chỉ nói rằng là Chúng loại bệnh Cái chúng loại bệnh nó là như vậy Chứ không được nói rằng là trả giá với nó Nó như vậy thôi Trước tiên chúng ta đã chấp nhận con số 7 dự lưu thì hai luận lý này nêu ra cho chúng ta. Để chúng ta chấp nhận có những điều đó là định luật tất yếu. Và định luật tất yếu này nó giải thích có nền tảng cơ sở chứ không phải nói càng đâu hay là nói một cách miễn cưỡng đâu. tức là vì nó còn tang dư là bảy kết bảy kết đó là gì là hai hạ phần kết và năm thượng phần kết do đó cho nên phải trải qua bảy lần để mà đoạn nó bảy kết hai hạ phần kết là gì là tham dục và sân còn bảy còn còn năm thượng phần kết Đã là chúng ta hiểu rồi phải không năm thượng phần kết Tức là những cái kết sử ở trên cõi trời Nó yếu à, Cái tàn dư nó, nó yếu Chư thiên cổ trời họ không có khởi sân Nhưng mà không có nghĩa rằng Sân đã hết Bởi vì khi họ khởi sân Thì họ thường mất mạng Nhưng mà cái sân đó nó vẫn còn Còn ở trạng thái tiềm phục Bây giờ cho nên năm tham dục sân nhuế hôn trầm thủy miên trạo cứu ô tác và nghi đó chính là nằm nằm gì nằm kiết sử nặng nề thì nằm ở trong cõi dục Móng nhẹ thì trên cõi trời và chúng ta hình dung tâm của mình nó trong sáng như hư không trong lặng như vậy ở trong cái sự trong sáng trong lặng như vậy nó bị nhiễm ô bởi mười kiết sử này do vậy mà tu tập tức là sự đoạn trừ các kiết sử và bảy yếu tố kiết sử này nó còn cho nên người ấy phải trải qua bảy lần ví dụ như thánh đề ví dụ như chúng ta thông hiểu giáo pháp của Như Lai khi thân hoại mạng chung chúng ta có ba trường hợp xảy ra nếu như duyên may gặp Phật được Thế Tôn nhắc nhở dạy bảo từ đó chúng ta có thể đi thẳng giàu trong La Hán Niết Bàn nếu không may gặp Phật chúng ta có thể gặp được phạm hạnh đồng tu nhắc nhở cho chúng ta một ít pháp yếu và khi đối diện với cái khổ kịch liệt, kịch liệt của của, của, sự tử vong thì tâm chúng ta sinh ra sự viễn ly cực mạnh chúng ta hiện tại chưa biết rằng mình chừng nào chết cho nên chúng ta còn tìm một số cái niềm vui trong cuộc sống do vậy mà tâm chúng ta có xu hướng là không khởi cái cái sự viễn ly mạnh mẽ à, viễn ly sơ sơ được rồi rồi cũng quanh quẩn trở lại với niềm vui cõi này thì chúng ta hiểu rằng là khi mà khi mà à, cái tâm chúng ta nó khởi nó 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 có giáo nghĩa dẫn đường rồi bây giờ đối trước cái sống mà chết cái khổ nó kịch liệt khởi lên thì lúc đó trong tâm chúng ta hình thành một khả năng viễn ly cao độ từ sự viễn ly cao độ này mà người ta có tới đắc quả còn trường hợp thứ ba đó là nhờ học giáo pháp một cách kỹ càng và chiêm nghiệm sâu sắc giáo pháp của Như Lai, cho nên mặc dầu lâm chung cận tử không có người trợ duyên hộ niệm, không có ai nhắc nhở cũng tránh gặp được đạo sư, nhưng mà chúng ta tự nhớ lại một ít công phu của mình đã từng huân tập từ trước đó và với cái ánh sáng chân lý đó với cái khổ kịch tính đang diễn ra sự xuất yếu xuất ly sẽ xuất hiện ở trong mặt của chúng ta và ít nhất ở trong cái đoạn này thì thánh đạo bắt đầu xuất hiện và tâm chúng ta trong thời điểm đó có thể là đi vào trong quả bất hoàng gọi là tam quả chúng ta hiểu không à? à đó cái phương diện nó là như vậy đó như vậy thì ở đây chúng ta tìm hiểu thêm một phần nữa đó là trung gian cái đoạn hữu trung gian là trung hữu đó tuy thánh đạo cũng hiển tiền nhưng vị ấy không nhập niết bàn vì còn có lực duy trì của nghiệp chiêu cảm các hữu các hữu là gì là là cái sự hướng đến để mà tìm kiếm một hiện hữu nào đó thành ra nó còn tồn tại hai hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử đó là các hữu chưa được diệt trừ chưa được loại bỏ khối suy nghĩ khối tâm vì vậy mà khi thân hoại mạng chung mặc dầu thánh đạo đã hiện ra con đường thánh mình đã biết nhưng chúng ta chưa có đi vào được một cách tuyệt đối bởi vì tâm của chúng ta nó còn những cái sự chiêu cảm của các quả hiện hữu đó. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải tái sanh bảy lần. Và ở trong trường hợp này, dù Phật không có xuất hiện tại gia mà đắc quả A à La Hán. Chúng ta hiểu chỗ này như thế nào? Một người đắc quả dưỡng lưu một người đắc quả dự lưu, cho dù họ ra đời không gặp Phật, ở tại nhà của họ, họ cũng có thể đắc quả A La Hán. Vấn đề này vì sao? Và sau khi đắc quả, họ không sống đời tại gia nữa, mà theo pháp tính tự nhiên. Họ thành tướng bi sụp Đây chính là một điều rất kỳ diệu Như vậy thì Chúng ta có thể đặt một câu hỏi Có trường hợp nào Một người Phật tử tại gia Không gặp Phật Mà đó là cái thân thứ bảy Của người đất quả dự lưu Ở nhà của họ Họ đất A-la-hán Có không? Hả? Đây nè Dù không có Phật xuất hiện Vị này tại gia Mà đất quả A-la-hán Và sau khi đất quả Không sống đời tại gia nữa Mà theo pháp tính tự nhiên Thành tướng bí số <laughs> Chúng ta đọc cái câu đó chúng ta hiểu như thế nào Hả Chúng ta sẽ hiểu chắc rằng là đến đời thứ bảy nhất định người ấy sẽ đắc quả. Mặc dầu họ sống với bất cứ hoàn cảnh nào, họ ở tại nhà họ vẫn có thể đắc quả là hắn Trở lại vấn đề, có trường hợp nào một người đã đắc quả dự lưu đến đời thứ bảy, họ sinh ra trong bối cảnh không có phật, không có pháp, không có tăng, họ ở tại gia đất của a la hán không hả trên này có không có theo chỗ này chúng ta đọc thấy có phải không nhưng mà có vị khác nói rằng vừa hình tướng thì theo đạo khác ở đây chúng ta thấy rằng có một điều rất là tế nhị chúng ta hiểu pháp tính tự nhiên ở trong lòng một con người khi họ thấy cái thế giới nó như vậy con người như vậy với các loại nghiệp như vậy ở trong tâm của họ nó tự nảy sinh những cái ý nghĩ chán nản viễn ly họ làm cái gì ở thế gian họ cũng không có hạnh phúc và vì sao bởi vì hạt giống tâm của họ nó chỉ có hạnh phúc ở trong môi trường viễn ly còn trong môi trường kết sinh của các dục nhiễm nó chỉ nhất thời ảo giác mà họ sẽ không có hạnh phúc lâu dài trong đó nhưng có một điều xảy ra như thế này là không bao giờ có cái chuyện là ở trong ở đời tại gia mà họ Đức A La Hán đầu. Không có chuyện đó đâu. Tại vì sao? Tại vì khi một người khởi lên cái tâm niệm họ muốn viễn ly thì họ không cách nào họ ở nhà được. Họ đâu có ở tới mức mà tới đất quá. Cho nên họ sẽ tìm cách họ rời khối. Và có một trường hợp xảy ra như thế này nữa khi họ đến ở trong một cái ngôi rừng họ tìm chỗ cho hoang vắng họ tu tập họ không có học được giáo lý chẳng biết được Phật pháp đặc điểm thứ hai của họ là gì họ sẽ không chấp nhận bất cứ trang phục nào của thế tục đó là điểm đặc thù của người dự lưu và đi vào thánh quả Cho nên Thế Tôn nói rằng ở tại rừng Isuka lúc bây giờ có 500 vị tỳ kheo mà không có thọ giới. Và các vị tỳ kheo khác ngạc nhiên hỏi rằng Bạch Đức Thế Tôn ở nơi đó có năm vị 500 vị tỳ kheo sống dưới một cánh rừng với căn với số căn tịch tỉnh thanh tịnh trang nghiêm họ cũng mặc áo cà sa họ sống y như là một vị Tùy kheo trong giáo pháp như lai điều đó được phải nên hiếu như thế nào giải thích như thế nào thì phật nói rằng đó là 500 vị 500 vị chúng tánh thanh văn Và kiếp sống này Là đời sống thứ bảy Là đời sống thứ bảy Họ sinh ra ở giữa, ở giữa thế gian này Họ không có chấp nhận nổi Cái đời sống tại gia Cho nên họ mới rời bỏ đời sống gia đình Vào ở trong rừng Và đặc tính của họ là họ không bao giờ muốn thọ nhận bất cứ trang phục nào của người đời. Và và những cái hình thức trang phục của, của bất cứ tôn giáo nào họ cũng không chấp nhận trang phục của tôn giáo đó. Họ phải có một cái cái thể hiện khác đi lạ đi cho họ không có chịu đi theo. Đây là điểm đặc thù của một người đi vào trong thánh quả. Thành ra kinh nghiệm chúng ta nhìn thấy tu sĩ mà thích những cái trang phục của người đời. Hoặc là mặc cái trang phục nào mà nó giống giống với người đời mà mình không thấy khó chịu. Không thấy nó 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 ngượng ngùng. Thì chúng ta hiểu tâm của người ấy còn còn đếm nhiễm rất nhiều ở trong thời gian pháp đó là lý do tại sao mà khi thấy các thầy xung quanh mình mà mặc dùng những cái đồ của người đời mà thấy tháng nhiên như nhiên và khi thầy nhắc nhở nghiên cấm có vẻ bất bình có vẻ không ưa và có vẻ nói rằng thầy khó chịu thậm chí còn đem những cái thầy này thầy khác ra với những cái phong cách lượm thượm ra để so sánh nữa thành ra, thưa các vị tôi đang nói trang phục tại không nói ai nghi trang phục cho nên khi tâm tâm viễn ly tự nhiên người đó họ không có muốn họ không có muốn rằng là mặc cái gì mà không phải của phật đạo Thậm chí cái đời thứ bảy của họ Họ đã đời không có Không có Phật, không có Pháp, không có hết trơn Họ không biết làm sao Đó chọn cho mình một cái trang phục Họ đành phải Chọn một cái đó không giống ai Bởi vì tâm của họ là tâm muốn viễn ly vậy thôi Chúng ta hiểu chưa À Cái điểm đó là cái điểm đới Đới bao nhiêu đó là đâu thấy ra còn còn người tại gia chúng ta từ từ có cái xu hướng muốn ăn mặc những cái những cái màu, những cái nét của phạm hạnh là chúng ta hiểu cái tâm của người đó đang dần dần hướng tới sự giải thoát. Và ngược lại, ở trong chốn tu hành mà lòe lẹt trang phục quần áo là chúng ta hiểu trong tâm nó còn đầy năm hạ phần kiết sư cho nên khi nhìn phán đoán một sự việc thẩm định một sự việc nó có cơ sở chứ không phải rằng nó theo cảm tính đâu thì chúng ta hiểu đây chính là một kinh nghiệm mà chúng ta nhìn nhận ở tại rừng isuka này lúc bây giờ các tỳ kheo ở các vị đó tại sao họ mặc áo cà sa thế tôi nói rằng loài khí ở trong rừng họ khi nó nó thấy phật nó thấy các vị tỳ kheo mặc y sa mang mình bác đi khất thực nó bắt trước là con khí này tập quán y sa con kia còn tập quán y sa cái con này con kia nó bắt trước theo và nó bắt trước cái chừng nó bắt trước lan tỏa tới vào cái cánh rừng của các ông này cho nên các vị này tự nhiên họ thấy họ cảm với cái ikasa đó và họ chấp nhận cái ikasa đó cho nên họ đi xin họ đi xin trang phục họ may họ mặc y chang như là một thi kheo bữa nay nó không cần lên internet để mà quảng cáo à, nhưng mà hồi đó nó không có truyền thông như vậy thành ra có loại khí nó nhìn thấy và nó thích như vậy và con này truyền cho con kia vậy mà vẫn truyền tới cánh rừng đó và 500 vị này Họ thấy như vậy thành ra họ mới Họ mới học theo Cái trang phục Đi đứng nằm ngồi Oai nghi của một vị tỳ kheo Và ở trong tâm của họ Đất quả độc giác Trung tánh là trung tánh thanh văn Nhưng mà quả đất của họ là quả độc giác ha à. Chúng ta thấy cái đạo lý là tuyệt vời chưa hả? Và đây là một bài học sâu sắc cho chúng ta trong trang phục. Mà không có được đua đòi học hỏi, đua đòi với bất cứ trang phục nào trên thế gian. Vì trang phục người tu là trang phục viễn ly. Đơn giản do trong tâm nó xu hướng tới viễn ly. Cho nên nó không có mang tới cái chuyện là 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 trang phục quần áo lụa là gì cả. Nó không mang Thực sự bất cứ người nào tu tập, họ đều hướng tới làm sao cho tâm của họ nó trở nên trang nghiêm sạch sẽ. Nó bớt đi sự ô nhiễm Chứ họ không có quan tâm tới sắc phục quần áo đâu Tại vì đơn giản là cái đạo lý nó là như vậy Tại vì anh quan tâm cái này Thì anh sẽ không quan tâm cái kia Và nhìn cái biểu hiện là chúng ta nhận ra ngay Cho nên Ở đây chúng ta nghe Học những giáo nghĩa này Chúng ta thấy mình rất là xấu hổ Cái loài khí Mà nó cũng ráng học được Cái phạm hạnh của Phật học được trang phục cai sa của các tỳ kheo và con khí này nó còn học từ con khí kia cho nên cái 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 mô thức của nó dẫn tới một cánh rừng và nó gặp duyên với các vị các cái vị chúng thánh thanh văn đời thứ bảy và họ gì họ học hỏi theo đó và họ sống theo trang phục cai sa của người xuất gia đây chính là một điểm mà chúng ta thấy tuyệt vời phải không? Coi lại bản thân của mình để mình sửa đổi. Và đặc biệt nữa nha, tức là họ không có theo đạo khác. Họ không bắt chước theo đạo khác. Ví dụ như các cô xuất gia oh, trùm cái khăn cái khăn vải trên đầu á. Cái khăn đó của ai? hả đúng rồi cái gốc nó khen của các chị các chị sơ, sơ, là chị đó cái chị nhà dòng đó. hả và hồi xưa trước năm 1975 các ngài à, phương tiện cho nên cũng chớ ra cái này và từ đó nó lây lan đi rồi nó còn cái chuyện nữa là cái chuyện là là gì ha à, đám cưới trong trong chùa là cái lễ hành thuận ấy, tức là tác thành tác thành ái dục Cái đúng vậy không sự thật đó là đang tác thành ái dục nhưng mà nhưng mà phương tiện giết người ta vô chùa sợ người ta sang nhà thờ cho nên khéo léo giết người ta vô à, rồi có những thầy tội lắm Đỡ cho cô dâu chú rể Quỳ đó giảng pháp cho nghe những hồ à, Chúng ta thấy không hiểu gì cả Tụi nó đang muốn hướng ái dục Bác nó quyện giờ hồ nghe pháp Nghe gì nổi Nói đúng không Nói y chàng nói nghe bản chất Cho nên lúc đó thực sự mà nói Chỉ có nên nhắc nhở Là sống với tam quy y vợ chồng cố gắng sống với ngũ giới đừng có dục tà hành mất hạnh phúc và cầu Phật gia trì cho một đời sống Phật tử tại gia có được nhiều Phước lạc ngàn đó đủ rồi và cũng là một hình thức thông báo cho cộng đồng biết rằng là hai người này đã có hôn thúc với nhau nó như vậy là nó ngang đó là nó vừa với cái ý nghĩa của Phật đạo còn đi nữa là sẽ sai ngay cho nên phương tiện tiếp nhận nó cũng có chừng mực của nó, nó không phải tiếp nhận tới mức thái quá và biến cái hình thức xuất thế của đạo Phật thành một cái tôn giáo khác điều đó nó mất giá trị của đạo Phật cho nên ở đây chúng ta hiểu cái con cái trường hợp số 7 hình thức như vậy đó tiếp theo ở trong đây sao nói là nó đạt đến cái quả gọi là quả bất thoái do đâu mà vị giữ lưu thuộc pháp không thối đọa nó có bốn lý do lý do thứ nhất như thế này là vì không tích lũy các nghiệp dẫn đến đó nghĩa là sao tức là nó không tích lũy các nghiệp dẫn tới đời thứ tám các nghiệp của nó tích lũy sức mạnh chỉ có tồn tại trong bảy đời sẽ bị đoạn trừ cũng giống như là không được đi bảy bước quá bảy bước sẽ chết hiểu chưa hả thứ hai là vì nghiệp tích lũy thiếu khả năng cho quá dị thục Tức là có một số nghiệp mà nó sẽ không thể nào tới đời thứ 8 nó mới nở ra được. Nó chỉ nở quanh quẩn ở trong bảy đời mà thôi. Lý do thứ ba là vì thân tương tục được trấn giữ bởi niệm thiện căn có lực rất mạnh. Tức là bảy lần tiếp theo thân nào từ hiện hữu cho tới trung hữu, thân nào nó cũng được trấn giữ bởi bởi thiện căn rất mạnh và thứ tám là gì à, và cái yếu tố thứ tư là gì đó là vì gia hành và ý hướng thanh tịnh tức là sinh ra đời số 6 thì cái nghiệp gia hành nó lại mạnh hơn và cái hướng tới thanh tịnh là hướng gần hơn và đời thứ năm nó lại mạnh hơn nữa và nó lại gần hơn nữa nó sẽ không có cái xu hướng chảy ngược lại, cũng giống như con nước đã chảy đến đoạn cuối chuẩn bị hòa vào biển, à, nó không thể nào đi ngược lại được. Chúng ta hiểu được đạo lý này chưa hả? Chúng ta thấy thứ nhất là gì là vì cái nghiệp tích lũy khả năng cho quá dị thuật á, à, nó thiếu khả năng, nó không thể nào cho khả năng sinh ra cái quả, quả báo lần thứ 8 được. Rồi thứ hai là cái thân tương tục nó trấn giữ phải không? À. Rồi xin lỗi là thứ thứ nhất là không tích lũy các nghiệp dẫn thứ tám. Thứ hai là nghiệp tích lũy nó không có khả năng sinh ra ở đời thứ tám. À, thứ ba là cái thân tương tục đó nó được trấn giữ bởi các thiện căn có lực rất là mạnh. Thành ra nó không có đi vào đời thứ tám được. Và cái thứ tư là vì đời nào sinh ra người ấy cũng sẽ gia hành và ý hướng thanh tịnh cho nên trước đây đọc kinh có chỗ nói rằng bảy lần tái sinh. Lúc đó chúng thầy cũng ngồi gãi gãi đầu. Nó sao Phật nói chắc chắn thế. Thôi hôm nay mình ráng học Phật pháp cho ngôn lành xong rồi á là mình biết chắc là mình bảy đời thôi. Rồi sau đó mình đi chơi mình chẳng tu nữa. Họ đi làm việc ác. Như vậy thì có chắc chắn rằng là nó bảy đời hay không? Chúng ta hiểu rằng một người đã am hiểu sâu sắc Phật Pháp Họ không có cái xu hướng tìm kiếm lạc thú ở thời gian Và chúng ta cũng thấy rằng là một người thông hiểu được Phật Pháp Mà có cái niệm tu hành á Có cái niệm tu hành Thì họ chỉ muốn nỗ lực thêm trong cái sự tồn tại Sắc na khoảnh khắc đem đến nhiều điều thiện hơn họ không có thì giờ Để mà ngồi vui hướng nữa. Đó là một cái định luật tất nhiên. Lúc còn nhỏ vào trong chùa làm chú tiểu, sợ nhất là quét rác và rửa chén. Nhưng đến ngày hôm nay, rửa chén là một cái 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 việc làm nhẹ nhàng hạnh phúc nhất và không ai bảo mình người khác bỏ ngồi 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 xem <laughs> người khác bỏ mình cũng tự rửa thôi vì không rửa nó chuột nó ra nó ăn Nó linh tinh hết à. cho nên chúng ta thấy tự nhiên nó như vậy đó ngày xưa chưa gánh trách nhiệm chúng ta thấy rằng nước nhỏ giọt chúng ta thấy bình thường thậm chí chúng ta còn oán trách cái người nào đã từng xả nước mà không có có lưu ý nhưng khi chúng ta gánh trách nhiệm thì sao? Thì chúng ta lo đi tết trước rồi tính sau. Thành ra khi giáo pháp được lãnh thọ trong tâm một cách thật sự thì người đó chỉ còn bảy đời mà thôi. Không thơ hơn được nữa. Hiểu chưa hả? Đó là lý do con số bảy nó như vậy. Trong khi tồn tại định nghiệp đọa khổ thú thiện kinh nhận đến không còn phát sinh hà huống đất dự lưu câu này là một câu cảnh giác cho chúng ta ví dụ như một con chó bảo nó là phải nhịn một chút nó không bao giờ khởi lên được ý nghĩ là nó nhịn một chút chúng ta có cầm rồi lên nó rung rung thì rung nhưng nó không bao giờ khởi lên ý nghĩ rằng là nó sai rồi Chúng ta quan sát chúng ta sẽ thấy Cho dầu có đánh đập nó Nó có phục ở dưới đất này nữa Nhưng mà trong tâm của nó cũng không có khởi ý nghĩ Nó phục lại bởi vì bản năng sinh tồn của nó Phải khuất phục thôi Chứ nó không bao giờ khởi ý nghĩ là khuất phục Ở trong khổ thú địa ngục ngài quý súc sanh nó là như vậy Hoặc giả khi cho một con chó ăn đồ ngon Bảo rằng là Nó ăn đủ rồi Không bao giờ có chuyện đó bởi vì nó không có chớ ngự được lòng tham của nó Nó ăn mãi, ăn mãi Nó ăn tới mức mà nó chạy nó ối ra Nó ăn tiếp Nó ăn luôn cái mà máu ối ra đó Nó không có thể nào chớ ngự được lòng tham của nó Chúng ta nói đi nói lại nhiều lần Mà nó đi ba bước nó sẽ quên Cho nên cái sức mạnh của si Nó tràn lấp trong tâm của nó mà không có một cái niệm trí tuệ nào có thể chiên lấp được có thể đáy lui được kiếp khổ thú nó là như vậy nếu như vậy thì làm sao mà cái tâm thức của của loài đó tọa trì Phật pháp cho nên nói rằng trong khi tồn tại định nghiệp đọa khổ thú thì ăn nhẫn còn không phát sinh nhẫn chịu một chút thôi mà không có thể sinh ra được thì làm sao mà tu là pháp khổ trí nhẫn phải không hay tới gì tới pháp khổ loại nhẫn không có thì những cái pháp kinh bản đó mà không có được thì làm sao mà đắc quả dự lưu bởi vậy cho nên khi một người đắc quả dự lưu thì người ấy họ chỉ còn đi lên đi xuống hai thế giới thôi đó là hạ giới con người và thượng giới là chư thiên không có bao giờ đi vô địa ngục Ngà quỷ và súc sanh nữa hiểu chưa hả vì vậy cho nên chúng ta mới thấy được là cái việc học Phật pháp nó trong quý như thế nào nó cần kiếp như thế nào ý thức được điều này chúng ta mới thấy rằng xá thân sai đại học là một điều không có 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 nợ hà không có không có chậm chạp được nữa còn khi không nhận ra như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúng ta có rất nhiều việc làm khác nhau Có nhiều ý nghĩa để chúng ta làm không, Bây giờ mình không có đắc được qua giữa lưu Con đường khổ thú Mình chưa chắc gì đã đóng cửa nó được Và làm sao để mà viễn ly được Chỉ có chánh pháp của Như Lai Chắc chắn không còn con đường nào khác Cho nên có tụng nói Kẻ ngu tạo tội nhỏ Cũng đọa đường ác Kẻ trí Tuy tạo tội lớn Cũng thoát khổ Viên bi bằng sách Dù nhỏ cũng chìm xuống Cái bát bằng sách Dù lớn cũng nổi được Chúng ta thấy đạo lý này chưa hả Cho nên Nghiệp đọa thì nó vẫn còn đọa nhưng mà cái trí ở trong chánh pháp đã được hình thành cho nên nó không thể kéo xuống địa ngục ngạ quỷ và súc sanh mặc dầu cái nghiệp đạo nghiêng ngả địa ngục ngạ quỷ và súc sanh ở trong tâm của người đó vẫn còn tiềm phục nhưng người đó giống như cái bát đơ ngựa nó có nặng hơn cái viên bi kia nữa nhưng nó cũng không chìm xuống sâu hơn đó là lý do lý do mà tại sao a sợ thế Gặp Đức Thế Tôn Phát khởi một cái tiếng tâm tuyệt đối Trong lời dạy của Ngài Và tạo cho mình một cái bát Còn những hữu tình có khi Không tạo cái tội nặng như ai xà thế Nhưng mà nặng như viên bi thôi Vậy mà bị chìm vô địa ngục Tại vì sao Khác nhau ở giữa trí và ngu cho nên nói rằng kẻ ngu tạo tội nhỏ cũng đọa trong địa ngục, trong ác kẻ trí tạo tội lớn cũng thoát khổ. Thấy điểm này chưa hả? Cho nên đừng đừng có đừng có nợ hà lắm ở trong nghiệp chướng sâu dày của mình mà hãy xem rằng chúng ta tích lũy Phật pháp và lãnh hội giáo pháp như thế nào trong giây phút hiện tại. luận nói bởi vì không còn khổ không còn khổ sau đó nữa nghĩa là khổ không kết sinh tức là sau cái đời thứ bảy khổ nó không còn kết sinh được nữa vì vậy cho nên người đó thành tựu biên tế niết bàn Vậy ấy làm sao trong bối cảnh đó mà tạo niết bàn do trừ chướng ngại đất niết bàn tức là tất cả những cái gì gây trở ngại cho quả niết bàn cho sự thành tựu niết bàn đã bị trừ bỏ mà một khi trừ bỏ thì tự nhiên nó thành tựu vậy thôi chúng ta không cần chúng ta cứ làm việc bình thường và chúng ta loại bỏ tất cả những yếu tố trở ngại thì tự nhiên nó thành công phải vậy không như các ngài nói người ngươi hãy phá sập đài tạo thành khoảng không tức là phá sập đi cái sự cái sự dính mắc trong các hữu và nó xây tường vách sinh tử và đi vào trong cái khoảng lạ còn không thì nó viễn ly tất cả những trường hợp khác cũng tối đa bấy lần nhưng điều này không nhất định cho nên không có đề cập những trường hợp khác là sao tức là có một số rất ít trường hợp người ta tự nỗ lực tu một mình và người ta tu kiên cố một mình như vậy Viễn ly tuyệt đối Các dục và Các hữu thiên giới Thì người ta cũng đắc được quả dự lưu Nhưng trường hợp này rất là hiếm Rất là ít Thành ra trong đây không có đề cập tới Như vậy cho đến mức ấy Vị trụ quả Mà chưa đoạn phiền não tu đoạn Tức là những phiền não cần phải thực hành Mới viễn ly được thì vị ấy sẽ tối đa 7 lần thọ sinh là chấm dứt luân hồi sanh tử Chúng ta trở lại những vấn đề chính trong hôm nay Kính thưa đại chúng Còn 7 lần tái sinh nghĩa là thế nào? Ý nói rằng một khi chúng ta đã loại bỏ được Là si mê do không thấu hiểu giáo pháp đặc biệt là tư thanh đế. Bỏ đi trạo cử ô tác và nghi. Chỉ còn một số cái sơ thích ở thời gian này. Và sự sân giận chưa có bỏ hết được. Những điều nghịch lý quá, tâm nó cũng bực tức khởi lên. Nhưng nó nhanh chóng bị đẩy lui, nhanh chóng được lướt qua. Còn những điều cái sự vi tế các cõi trời thì chúng ta chưa có chắc chắn là mình đã viễn ly được. Ở trong trạng thái này khi xét thấy chúng ta đang ở điều kiện đó hiểu rằng mình đắc được quá dự lưu. À, người đắc quá dự lưu họ có xu hướng càng ngày càng thọ trì Phật Pháp. Tinh tấn hơn trong Phật Pháp. Tinh tấn từ đâu? Từ đời sống. Từ đi đứng nằm ngồi từ ăn mặc ở Anh uống họ tìm những cái thực phẩm thanh tịnh bớt tạo nghiệp với hữu tình trang phục họ viễn ly những cái trang phục của người thơ tục cái xu hướng của nó là như vậy đó họ không chấp nhận cái gì mà mang cái bóng dáng của người thơ tục mặc dầu nó dị dòm không giống ai ở đây thưa thật các vị nó như vậy đó ngày xưa nó xin lỗi nhé Lúc ở chùa Bốn sư công dựng đa đoan Cho thầy cho cái hai bộ đồ Một bộ đồ mặc xong rồi Giặt Bữa sau mới có đồ mặc nữa Mà cái quần cái dây thun ấy Nó đứt Không biết làm sao Lấy cái cọng rạ cột một cục Ở bên hông vậy Đi học Lên trường cô giáo Thầy giáo đối ý Mày hối sao lại vậy Nó dài nên cho nó đứt Nhưng mà mình không thấy cái gì không thấy có gì là xấu hổ hết thậm chí còn mang rằng đừng có ai nhìn cho mình thấy mình thấy mình nó lội sụi người ta còn ghét viễn ly càng khoe ở trong tâm tự nó như vậy đó nó hãnh diện khi mình được mặc áo cài xa khi hãnh diện làm cho mình trở nên xấu xí đi tự nhiên trong tâm nó thích như vậy chứ không phải rằng là là mình mình đặt điều ra gì đâu đại vì đơn giản là trong tâm nó viễn ly tất cả mọi cái hình thức của thơ tục và ở đây chúng ta thấy rằng con số 7 nó được hiếu đó là ở đây là một một đời. Đúng chưa? Sinh lên trời là thứ hai. Xuống đây là đời thứ ba. À, sinh lên trời là đời số 4. xuống đây là đời số 5. Sinh lên trời là số 6. Xuống đây là đời số 7. Hiểu chưa hả? Là ba lần ba lần thượng giới và lần thứ lần thứ tư là ở hạ giới. Còn nếu như đắc quả dự lưu trên cõi trời thì xuống đây ba lần, lần thứ tư trên cõi trời sẽ đắc quả. Nắm được đạo lý này chưa hả? Và lý do căn bản mà chúng ta cần phải nhớ đó là vì các nghiệp nó không có tích lũy nhiều hơn thời gian bảy kiếp. Thứ hai, đó là có một số nghiệp còn tích lũy nhưng nó không có khả năng khiến cho chúng ta sinh đến lần thứ tám thứ ba là vì thân của chúng ta trong bảy đời đó nó luôn giữ ở trong giáo pháp ở trong những cái điều thiện thành ra chúng ta không có tạo thêm cái nghiệp xấu nào và thứ chín à, thứ tiếp theo là gì là vì đời sống nó luôn được gia hành thêm vô củng cố những điều công phu thiện lành với bốn cái lý do đó thành ra chỉ còn bảy lần tức là đời thứ bảy người đó sẽ đắc qua và ở trong trường hợp mà ra đời không có phật không có pháp người đó sẽ tự rời khỏi thời gian họ không có chịu nổi khi họ ở trong nhà và họ sẽ đi tìm một cái môi trường nào đó tĩnh tu một mình và hạnh phúc hình thức trang phục của họ chọn lựa là không có chọn lựa bất cứ hình phúc hình thức trang phục nào của thời gian, à, thậm chí à, à, loài khí mà giả trang phục ca sa của phật và tỳ kheo, các vị đó họ nhanh chóng tiếp nhận hình thức đó, bởi vì tâm thanh tịnh của nó đang xu hướng gần nhau, thành ra nó tiếp nhận cái hình thức cái hình thức trang phục đó. Và ở trong bối cảnh đó, chúng tánh thành văn tự họ giác ngộ trở thành quả độc giác bồ đề. Đây chính là là điều chắc chắn nó như vậy. Cũng giống như độc tính của loài rắn khi cánh phải không được đi không quá bảy bước sẽ mất mạng. Chúng tính của độc là như thế, thì chúng tính của đạo quả của giải thoát nó cũng như vậy, bất gì bất dịch. Đây chính là một cái nguồn chân lý, một cái nguồn giáo nghĩa mà chúng ta thấy quá tuyệt vời trong buổi hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúng ta dừng ở đây. <laughs> thân ở đời như hoa ưu đàm bát vạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời